Hello, bây giờ mình mới mua cái điện thoại nè. Đây, Oppo Reno. Giá là bao nhiêu đây? Oppo Reno giá 8 triệu 690 ngàn. Đấy. Bảo hành 1 năm luôn. Ôi chà. Xong rồi, mua thêm hai cái đồng hồ Casio của Nhật. Chống vào nước luôn, pin bảo hành mãi mãi luôn. Rồi được tặng một cái loa, mua điện thoại thì được tặng một cái loa, cái loa kim đèn ngủ luôn nha. Mình mua cái Oppo 5 để quay phim nha. Bây giờ mình đập hộp nha, mở cái này ra coi. Mở điện máy xanh nè. Rút ra chị. Gồm có cục sạc nè, tai nghe nè, dây sạc nè. Cái này ra luôn nè. Cái này ra thử máy luôn đúng không? Tăng tăng tăng. Rất là đẹp. Vui quá, vui quá. Bye bye.